Sự táo bạo khôn ngoan của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Dù trước trận đấu huấn luyện viên Kim Sang-sik hé lộ đội tuyển Việt Nam sẽ tung lực lượng mới mẻ hơn, nhưng bản thân đội bóng cũng rất bất ngờ trước đội hình non và trẻ đá chính trước đội Nga rất mạnh. Dũng cảm dùng người trẻ. Hôm 4 tháng 9, một ngày trước trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Nga trên sân Mỹ Đình, huấn luyện viên Kim Sang-sik cho biết nếu các trận trước chúng tôi dùng nhiều cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, thì ở những trận tới tôi sẽ dùng những gương mặt mới mẻ hơn. Họ sẽ là tương lai của bóng đá Việt Nam. Nhưng phần lớn mọi người vẫn sốc khi những cái tên trẻ và thiếu kinh nghiệm như Tuấn Tài, sinh năm 2001, Văn Trường, 2003, Hai Long, 2000, Thanh Bình, 1998, đã chính trong khi Tiến Linh, Quang Hải, Xuân Mạnh, Tuấn Anh, Tuấn Hải, Đức Chiến ngồi dự bị. Đó là cách tiếp cận trận đấu rất dũng cảm, mặc dù đội tuyển Việt Nam đứng trước áp lực phải có kết quả tốt. Càng đáng nể hơn nếu biết đội tuyển Nga, hạng 33 thế giới, hơn Việt Nam đến 82 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Tức nếu không cẩn thận sẽ dễ dẫn tới bị vỡ trận như cách đội Trung Quốc bị Nhật Bản thắng đậm 7-0. Đội tuyển Việt Nam đang mạnh dạn trình làng diện mạo mới mẻ. Việc ông Kim mạnh dạn tung từ đầu 3 cầu thủ cộng tổng lại chỉ có 4 lần khoác áo đội tuyển Việt Nam, cùng Tuấn Tài có 15 lần, cho thấy thông điệp, ban huấn luyện dám gạt qua một bên áp lực thành tích, trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ. Có một thực tế, đội tuyển Việt Nam đang có độ vênh khá rõ giữa đội hình xuất phát gồm các cầu thủ giàu kinh nghiệm và nhóm tài năng trẻ sinh từ năm 2000 trở về sau. Theo ông Kim, cách duy nhất để thu hẹp khoảng cách đó, giúp tạo ra sự cạnh tranh trên mỗi vị trí, là trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ trui rèn trong những trận đánh lớn mà đội bóng top đầu thế giới như Gấu Nga là cơ hội rất tốt. Hủy trận đấu Nga, Thái Lan vì siêu bão số 3, ban tổ chức sẽ hoàn trả tiền vé sự cân bằng cần thiết giai đoạn cuối của triều đại huấn luyện viên Park Hang-seo. Đội tuyển Việt Nam bị đánh giá sơ cứng và không có cơ hội cho cầu thủ trẻ. Khi huấn luyện viên Philippe Troussi lên thay đã thực hiện cuộc cách mạng cấp tiến, dồn dập trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ và thất bại khi đội tuyển Việt Nam bị mất cân bằng trầm trọng, cả về lối chơi lẫn tính gắn kết. Có vẻ như huấn luyện viên Kim Sang-sik đã nhìn thấy những điều này và rút kinh nghiệm bằng cách tiếp cận khôn ngoan hơn. Có thể thấy ông Kim vẫn giữ nguyên bộ khung trắng rỏi, giàu kinh nghiệm làm chỗ dựa với thủ môn Văn Lâm và bộ ba trung vệ Ngọc Hải, Thành Trung, Thanh Bình. Hùng Dũng giữ nhịp giữa sân, Hoàng Đức đá cắm và Văn Thanh trấn thủ biên phải. Huấn luyện viên Kim Sang-sik công bằng mà nói, ngoại trừ bàn thua trong hiệp 1 và quả phản lưới nhà ở phút 61 thì đội hình nhiều cái tên non trẻ đã chơi ổn, điềm tĩnh và giữ được thế trận, kiểm soát bóng 41% so với Nga là 59%. Ngay khi ông Kim điều chỉnh chiến thuật như đẩy Thành Trung lên đá tiền vệ trong sơ đồ 4-3-3 hay tung Tiến Linh, Quang Hải, Tuấn Hải, Vĩ Hào, Tuấn Anh trong hiệp 2 cũng không ảnh hưởng nhiều đến hàng thủ. Chính bản lĩnh và màn trình diễn được chấm điểm rất cao của Thành Trung, 7.5 chỉ kém 2 ngôi sao ghi bàn của đội Nga, hay Ngọc Hải, 6.9 điểm, Hùng Dũng, 6.8 điểm, đã giúp đội tuyển Việt Nam hạn chế rất nhiều bàn thua. Họ là chỗ dựa giúp những nhân tố mới như Hai Long, Vĩ Hào ra mắt đội tuyển, Văn Trường, lần thứ 3 khoác áo, có màn trình diễn tích cực. Như AFC đánh giá, xứng đáng có một bàn thắng. Về cơ bản, ông Kim Dũng cảm thay đổi đã có cách tiếp cận khôn ngoan giúp đội tuyển Việt Nam giữ được sự cân bằng cần thiết. Phía trước chúng ta sẽ là trận đấu với đối thủ Thái Lan nhiều duyên nợ, nơi sức ép về màn trình diễn và kết quả tốt từ người hâm mộ còn cao hơn nhiều. Hủy trận Thái Lan, Nga vì bão số 3 hôm qua ngày 7 tháng 9, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF và ban tổ chức giải bóng đá giao hữu quốc tế Liban Cup 2024 đã quyết định không tiến hành trận đấu giữa đội Nga và đội Thái Lan vào tối 7/9 do lo ngại ảnh hưởng của bão số 3. Theo kế hoạch, trong sáng nay đội tuyển Nga sẽ về nước bằng chuyên cơ. Đội Thái Lan tiếp tục ở lại để đấu với đội tuyển Việt Nam ngày 10/9, Nam Nguyễn.